Vâng, chào tất cả các bác nha. Tiếp tục là các bác mời các bác xem, đây là những ba em về được bốn bộ, cái đây rất là cần thiết để các bác nào đang dùng con những con CD hoặc là những thiết bị nó có cổng ba lăng mà ra AV. Em về được bốn bộ cạc đáp mạ bạc nha các bác, mạ bạc. Rack cũng là rack của hãng luôn và rack mạ bạc chống oxy hóa và đầu rack là rack carbon luôn nha, cao cấp luôn nha các bác. Đấy, dây dài 1 mét và giá một bộ bên này thì em đang chào bán với giá là 1.400.000, 1.400.000 nha. Đây rất là cần thiết đối với những con CD mà có cổng ba lăng mà các bác kém xuống AV bằng như thế này, cổng AV. Đấy, cổng ba lăng nha các bác. CD, con này mà nếu các bác đang có những con CD như là Sony đầu 7 này hoặc là những con đời 5 1650 GL có cổng ba lăng, cổng ba lăng ra âm thanh rất là tốt, nó chống nhiễu, có một dây chống nhiễu là cổng số thứ 3. Đấy. Nó tới 2 dây mát nha, 1 dây lửa nha. Còn AV là 1 mát 1 lửa. Nên là dòng ba lăng nó sẽ tín hiệu nó sẽ tốt hơn, độ chống nhiễu tốt hơn. Và đây, một bộ là một đầu ba lăng. Một bầu ba lăng cái xuống AV để xuống âm ly này. Đấy. Dây là dây mạ bạc nha các bác để chắc tiếng chúng ta sáng hơn. Nó đặc trưng của dòng cạc đát. Và rack là con rack bạc luôn, trong một xin hóa cao cấp nha. Giá 1.400.000 một bộ, giá đã bao ship cho các bác nha. Em về được 4 bộ nha, bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Ở đây chắc rất là nhiều các bác đang cần phục vụ nghe nhạc và có thể là có những dàn karaoke cao cấp thì có thể dùng dây này. Các bác nào lấy liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên tấm biểu màn hình, em giao hàng toàn quốc cho các bác. Các bác lấy để em cho em tên địa chỉ, em ship hàng tận nơi. Giá 1.400.000 nha các bác. Dây thì bao ngon cho các bác luôn, bao phê luôn. Dòng dây mạ bạc của các bác tiếng rất là sáng, độ nhẹ rất là cao nha các bác. Đặc trưng của bạc thì nó thể hiện cho chúng ta tiếng nó lung linh hơn và giải tầng âm thanh đi cao hơn, có nghĩa là độ nhẹ đấy, độ nhẹ đi rất là tốt chứ không bị bí âm thanh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.